Chào Phú. Chào mẹ. Hôm nay là ngày gì nhỉ? Hôm nay ngày Halloween. Thế mẹ vừa hóa trang cho Phú hình gì nhỉ? Hình người nhện. Hình người nhện là con có thích không? Cá. Yeah. Nào con tạo dáng cho mẹ, mẹ chụp ảnh à? Cạo kiểu khác. Con toàn che bóng, con cứ vào một cái là lại che mất cái bóng sáng đi. Kiểu khác nào. Rồi, kiểu khác nữa. Rồi, ok nha. Bye bye. Bye bye. Phú ơi, cười lên đi không? Quay ra nào. Quay ra để mẹ nhìn cả con kỳ lên. Chớp chớp mắt đi. Con có thích cái hình này mẹ vẽ cho con không? Chị nhắm mắt. Chị nhắm mắt là chơi xem. Nhắm mắt là vào. Ui. Mở mắt. Nhắm mắt. Mở mắt. Cười mẹ. Ngồi sát vào nhau mẹ xem nào. Một bạn là gì nhỉ? Bên này là gì? Bích bướm. Không phải, hình gì? Ở đây là hình con bướm. Butterfly. Gì đây? Pony. Pony gì nhỉ? Pony bé nhỏ à? Pony bé nhỏ, bình bạn diệu kỳ. Pony. Có thích không? Có. Thấy đẹp không? Có. Để mẹ xem nào, mẹ xem hai chị nào. Con làm đây mẹ rung mắt. Quay ra nhìn nhau mẹ xem nào. Quay ra nhìn nhau. 1, 2, 3 chụp ảnh. 1 2